Quý khách sử dụng chức năng chuyển tiền ngoại tệ trên eFast để tạo lệnh đề nghị mua ngoại tệ giao ngay và chuyển tiền ngoại tệ, chuyển tiền đi theo điện Swiss. Bước 1. Đăng nhập chương trình Vietinbank eFast theo đường link efast.vietinbank.vn. Bước 2. Quý khách nhập tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào dịch vụ eFast. Bước 3. Sau khi đăng nhập thành công vào eFast, quý khách chọn menu mua bán ngoại tệ, chọn dịch vụ mua và chuyển tiền ngoại tệ. Chọn loại tỷ giá ưu đãi hoặc tỷ giá thỏa thuận. Trong phần nhập thông tin, tại trường, thông tin chung, tên đơn vị được tự động hiển thị, khách hàng chọn chi nhánh xử lý từ danh sách thả xuống, nhập số tiền ngoại tệ cần chuyển và loại ngoại tệ cần chuyển, chọn loại chuyển tiền, ngày giá trị tự động hiển thị ngày hiện tại đối với luồng mua và chuyển ngoại tệ tỷ giá thỏa thuận. Đối với luồng mua và chuyển ngoại tệ tỷ giá ưu đãi, khách hàng có thể sửa ngày giá trị trong trường hợp muốn đặt lịch chuyển tiền trong tương lai. Trong phần tài khoản trích nợ 1, chọn một tài khoản thanh toán để mua ngoại tệ từ danh sách tài khoản thả xuống. Số dư khả dụng của tài khoản đó tự động hiển thị sau số tài khoản. Nhập số lượng ngoại tệ khách hàng chuyển hoặc cần mua từ ngân hàng để thực hiện chuyển tiền ngoại tệ. Trường hợp chọn tỷ giá ưu đãi, tỷ giá tự động hiển thị. Trường hợp chọn tỷ giá thỏa thuận, điền thông tin tỷ giá đã thỏa thuận với chi nhánh ngân hàng. Số tiền quy đổi tự động hiển thị. Trường hợp quý khách muốn trích nợ từ hai tài khoản, quý khách có thể click vào mục tài khoản trích nợ 2 để nhập các thông tin trích nợ từ tài khoản 2 tương tự như hướng dẫn với tài khoản trích nợ 1. Trong tab người hưởng, ngân hàng trung gian. Nhập số tài khoản, IBAN người hưởng hoặc nhấn dấu tích để chọn một người thụ hưởng từ danh sách đã lưu. Các thông tin về người thụ hưởng tự động được cập nhật. Khách hàng lựa chọn PIC code của ngân hàng trung gian, ngân hàng hưởng hoặc nhập thông tin tên và địa chỉ của ngân hàng trung gian, ngân hàng hưởng trường hợp không tìm thấy thông tin PIC code. Lưu ý, tại trường tên địa chỉ ngân hàng trung gian, tên địa chỉ ngân hàng thanh toán, tên và địa chỉ người hưởng, khách hàng nhập tối đa 35 ký tự một dòng, tối đa 4 dòng. Khách hàng nhập nội dung giao dịch và điền ngày hoàn chứng từ, trường hợp thanh toán trước khi nhận hàng. Trong phần chi tiết phí, chọn loại phí và tài khoản trích nợ phí từ danh sách thả xuống. Chọn phương thức cung cấp hồ sơ và đính kèm hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ nếu cần. Rà soát điều kiện điện khoản và tích chọn đồng ý trước khi nhấn nút tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Bước tiếp theo, quý khách sẽ được yêu cầu xác nhận lại chi tiết giao dịch đã được nhập ở màn hình trước đó. Khi chắc chắn các thông tin chi tiết chính xác, nhấn nút chuyển kiểm soát để chờ phê duyệt. Bước 5. Hoàn thành. Thông báo giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao dịch. Trường hợp quý khách muốn tiếp tục thực hiện một giao dịch khác, nhấn nút tạo giao dịch mới. Hướng dẫn phê duyệt để chuyển tiền ngoại tệ trên eFast dành cho người phê duyệt. Bước 1. Người phê duyệt đăng nhập Vietinbank eFast. Sau khi đăng nhập thành công, chọn menu duyệt giao dịch, chọn dịch vụ ngoại tệ. Bước 2. Quý khách vui lòng lựa chọn giao dịch cần phê duyệt trong danh sách các giao dịch đang chờ phê duyệt trên màn hình. Quý khách có thể lựa chọn một hoặc nhiều giao dịch để phê duyệt một lần. Để xem chi tiết thông tin một giao dịch, quý khách click vào số giao dịch. Sau đó lựa chọn phê duyệt. Trường hợp thông tin giao dịch bị sai, lựa chọn từ chối để trả lại cho người tạo điện. Bước 3. Quý khách vui lòng nhập mật khẩu Vietinbank OTP hoặc mật khẩu KeyPass để phê duyệt giao dịch. Thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình.